Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Với những ai mà yêu thích một thiết kế cũ của iPhone không tai thỏ, không khiếm khuyết trên màn hình mà vẫn có một cấu hình mạnh mẽ đủ dùng cho các tác vụ hàng ngày thì chắc hẳn là chúng ta cũng nghĩ tới đó chính là chiếc iPhone 8 Plus rồi. Vậy thì cuối năm 2019 này, iPhone 8 Plus còn đáng mua hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và như thường lệ, một phút quảng cáo. Nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua những chiếc iPhone 8 Plus thì hãy tham khảo tên link bên dưới phần mô tả của video. Tại Di Động Việt đang có những mức giá vô cùng hấp dẫn cho chiếc iPhone này đấy. So với iPhone X thì iPhone 8 Plus đây có cùng một cấu hình mà mức giá của nó lại rẻ hơn rất nhiều, rẻ hơn tới vài triệu, cùng có 3GB RAM và sử dụng con chip Apple A11 Bionic. Ở thời điểm hiện tại thì con chip này vẫn làm tốt các tác vụ cơ bản như kiểu lướt web, xem phim, YouTube mà không bị chậm hay giật lag. Nói chung là con chip cũ thì cũng không thể nào mà so sánh với những chip mới rồi. Và trong những cái trải nghiệm chơi game thì có lẽ với chiếc iPhone 8 Plus này là đủ dùng để các bạn chơi những tựa game như kiểu là Liên Quân hay là PUBG ở mức đủ dùng các bạn nhé. Để mà so sánh được cái sức mạnh xử lý giữa iPhone 8 Plus với con chip A11 Bionic với cái thế hệ chip ra sau đó khoảng 1 năm là A12 Bionic thì với các tác vụ bình thường thì mình sẽ không nói đến đâu. Tuy nhiên khi mà chơi những tựa game đặc biệt là các tựa game nặng như cả PUBG hay Liên Quân thì với A12 Bionic khi mà mình chơi Liên Quân ấy thì các bạn có thể mở được Max Setting HDR với FPS ở cực độ. Và với chiếc iPhone 8 Plus đây thì mình sẽ chỉ mở được cài đặt Max Setting HDR và với FPS ở đây là cực cao mà thôi. Và khi chơi đặc biệt là chơi lâu nhé các bạn nhé, thì con chip A11 này sẽ nóng nhanh hơn so với con chip A12 và các bạn sẽ phải đeo ốp sử dụng để tránh được những cái hiện tượng khó chịu khi mà chơi game lâu. Với những chiếc iPhone cũ như iPhone 8 Plus này sẽ vẫn còn 3 đai tắt để cho chúng ta sử dụng, đặc biệt khi chơi PUBG thì có thể sử dụng cảm ứng lực để có thể nhấn và nhả đạn. Còn với thế hệ những chiếc iPhone mới, đặc biệt là iPhone 2019 năm nay thì chúng ta đã bị loại bỏ mất 3 đai tắt rồi. Tóm lại đối với mình thì cấu hình của iPhone 8 Plus như vậy là quá đủ để sử dụng rồi, đặc biệt là trong tầm giá của nó hiện nay đang rất là tuyệt vời rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nhắc về phần thiết kế. iPhone 8 Plus thì mang ngôn ngữ thiết kế giống với thế hệ những chiếc iPhone 6 Plus này hay iPhone 7 Plus. Đặc biệt là ở phần mặt trước này, nếu các bạn nhìn sơ qua này thì sẽ không thể nhận ra được đây là 6 Plus, 7 Plus hay 8 Plus nữa. Tuy nhiên phải để ý kỹ ở phần mặt sau thì các bạn sẽ thấy rõ được cái phần khác biệt. Trong khi iPhone 7 Plus ấy, thì sẽ sử dụng phần mặt lưng làm nhám. Với iPhone 8 Plus đây chúng ta sẽ có một mặt lưng phủ kính trông rất là bóng bẩy và sang trọng. Cũng chính nhờ lý do này mà mình cảm thấy là iPhone 8 Plus trông nó kiểu lịch lãm và sang chảnh hơn khi cầm lên tay. Đặc biệt là với iPhone 8 đây thì mình rất thích cái màu gọi là màu hồng phấn nhá. Cái màu đấy nói chung là mình thấy là cả nam cả nữ dùng đều được bởi vì nó rất là đẹp và nó rất là sang. Ngoài ra thì các bạn có thêm sự lựa chọn đó là product red này cũng rất là cá tính. Quay sang lên phần màn hình thì so với cái thế hệ trước của iPhone 8 Plus là chính là 7 Plus thì nó cũng không có điểm gì nổi bật hơn lắm bởi vì chúng ta sẽ vẫn có một màn hình 5.5 inch, cường độ phân giải là Full HD. Tuy nhiên cái điểm nổi bật hơn cả của iPhone 8 Plus đây là nó sẽ được tích hợp cái công nghệ True Tone, có thể điều chỉnh được cái cường độ màu cũng như là cường độ sáng theo môi trường xung quanh. Tuy nhiên khi mà các bạn xem video YouTube ấy, do hiện nay thì những cái video YouTube đa phần là sẽ sử dụng những cái tỷ lệ khung hình mới. Thế nên là với cái màn hình 16:9 trên iPhone 8 Plus này, các bạn xem video sẽ có hai cái vạch ở bên trên. Trên iPhone 8 thì chúng ta cũng sẽ được trang bị hệ thống camera kép nằm ngang giống với iPhone 7 Plus. Thế nên là nhiều người sẽ tưởng chừng rằng là iPhone 8 Plus sẽ cho cái khả năng chụp hình nó xem với người đàn anh của nó là iPhone 7 Plus thôi. Tuy nhiên camera của iPhone 8 Plus đã được cải tiến và hoạt động hiệu quả hơn rất là nhiều. Mặc dù ở đây là chúng ta sẽ cùng có trang bị camera kép, đó là cảm biến chính 12MP và cảm biến phụ cũng là 12MP. iPhone 8 Plus thì vẫn sẽ cho khả năng bắt nét nhanh này, với những bức ảnh ở điều kiện đủ sáng, chất lượng ảnh cho ra vẫn khá là sắc nét, màu sắc từ iPhone 8 Plus được cái là rất chân thật. Cuối cùng về camera selfie ở đây thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie với độ phân giải là 7MP và với khẩu độ là f2.2. Nói chung thì với camera của iPhone 8 Plus thì mình thấy nó vẫn còn đủ dùng và đáp ứng được với những cái nhu cầu chụp hình thông thường và quay video. Rồi, về thời lượng pin trên chiếc máy này, với iPhone 8 Plus chúng ta sẽ có một viên pin là 2691 mAh. Dung lượng pin này thì đủ dùng trong một ngày với những tác vụ cơ bản. Còn nếu như các bạn xem phim hay là xem video, đặc biệt là chơi game nhiều ấy, thì việc sạc 2 lần một ngày là quá bình thường. Có một điểm nổi bật tiếp nữa trên thế hệ iPhone 8 Plus, những thế hệ iPhone cũ có mà những chiếc iPhone mới hiện nay không hề có, bắt đầu từ thời iPhone 10, đó chính là nút Home và Touch ID. Như các bạn cũng đã biết thì là từ thế hệ iPhone X đến nay, Apple đã chuyển qua sử dụng Face ID và loại bỏ hoàn toàn Touch ID nhằm mang tới cái thiết kế màn hình không viền. Đôi lúc ấy, thì mình vẫn thấy là với Touch ID nó sẽ vẫn rất thuận tiện hơn, đặc biệt trong những lúc các bạn di chuyển trên đường, không phải lúc nào cũng có thể bỏ mũ bảo hiểm hay là tháo khẩu trang ra để có thể sử dụng Face ID mà mở được. Ok, vậy là vừa rồi thì mình cùng với các bạn đã điểm qua lại những cái ưu điểm, những cái đặc điểm nổi bật trên thế hệ iPhone 8 Plus của nhà Apple. Và đặc biệt là cái ưu điểm lớn nhất mà mình thấy hiện nay của chiếc iPhone 8 Plus đó chính là tầm giá vô cùng là hấp dẫn. Và các bạn đánh giá sao về chiếc smartphone này, hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Và nếu như các bạn mua thì các bạn có mua iPhone 8 Plus không? Cùng chia sẻ nha.
Bye bye.